Để đánh dấu cột mốc 6 thập kỷ của mình, Brad Pitt sẽ tổ chức một tuần sinh nhật thật kín đáo, bao gồm cả những chuyến đi chơi lãng mạn bên bạn gái Ines Derman. Theo People, Brad đang lên kế hoạch tổ chức lễ kỷ niệm với một vài đứa con của anh ấy và Ines, nguồn tin tiếp tục, đồng thời nói thêm rằng cặp đôi cũng có kế hoạch tổ chức một buổi tụ tập nhỏ dành cho những người bạn thân trong tuần này. Ngoài ra, một người trong cuộc cũng tiết lộ rằng tất cả những gì Brad mong muốn trong năm nay là các con và bản thân anh ấy được hạnh phúc. Kể từ khi ly hôn Angelina Jolie vào năm 2016, Brad Pitt đã tham gia vào cuộc chiến pháp lý để giành quyền nuôi con, và gần đây nhất, nam tài tử còn phải đối mặt với những lời chỉ trích ghẻ lạnh của con trai nuôi Patien. Có vẻ như trong lần sinh nhật này, Brad Pitt muốn chuyển hướng sang việc hàn gắn mối quan hệ với các con. Về chuyện tình cảm, Brad Pitt và Ines Derman công khai hẹn hò vào tháng trước, chỉ sau hơn một năm hẹn hò. Đây là mối quan hệ đúng nghĩa đầu tiên của Brad kể từ khi ly hôn. Anh ấy giới thiệu Ines Derman là bạn gái của anh ấy, một nguồn tin nói với People. Đôi này gần đây đã tham dự gala Art Plus Film thường niên lần thứ 12 của LACMA tại Los Angeles, nơi họ đã có một khoảng thời gian tuyệt vời. Tình cảm của Brad và Ines đang tiến triển rất tốt, họ đang yêu nhau. Mặc dù cặp đôi chưa bắt đầu kết hôn, nhưng mối quan hệ của họ dường như đang đi xa hơn, một người trong cuộc nói thêm. Ở một diễn biến khác, sau khi chồng cũ hé lộ kế hoạch làm lành với các con, Angelina Jolie lập tức tuyên bố dẫn con bỏ trốn khỏi showbiz. Theo đó, 7 năm qua của Angelina Jolie là cái tên luôn được nhắc đến với những cuộc đàm phán, thủ tục tố tụng tại tòa án liên quan đến quyền nuôi con và phân chia tài sản với chồng cũ Brad Pitt. Trong thời gian này, Jolie đã gác sự nghiệp sang một bên và chủ yếu tập trung vào việc ở nhà, ưu tiên các con hơn công việc. Thế giới điện ảnh đã ít thấy sự xuất hiện của Jolie khi chỉ có 5 lần xuất hiện trên màn ảnh. Trên thực tế, lần cuối cùng cô xuất hiện trên thảm đỏ là vào năm 2021 để quảng bá cho bộ phim Marvel Eternals mà cô đóng vai chính. Angelina tiết lộ kế hoạch muốn chuyển khỏi Los Angeles không lành mạnh và dành thời gian ở Campuchia, nơi cô từng đóng hai phần phim Bí mật ngôi mộ cổ vào đầu thập niên 2000 và nhận con nuôi McDowell. Tuy nhiên hiện tại, Angelina chưa thể chuyển nơi sinh sống vì vẫn trong cuộc chiến giành quyền nuôi con với chồng cũ, tài tử Brad Pitt. Đó là một phần những gì xảy ra sau khi ly hôn, tôi mất khả năng định cư ở một nơi khác và đi lại tự do. Angelina giải thích, tôi sẽ chuyển đi khi có thể. Là con gái của tài tử John Voight và bà Micheline Bertrand, người gốc Los Angeles, Angelina Jolie đã sống tại thành phố này từ nhỏ nhưng cô chưa bao giờ thực sự ấn tượng với nơi đây. Cô không thích cuộc sống hời hợt ở Hollywood và thú nhận không thực sự có đời sống xã hội ở đây. Những người bạn thân nhất của Angelina đều là những người tị nạn, theo nữ diễn viên. Nếu như nhiều diễn viên tận dụng mạng xã hội để chia sẻ hình ảnh và đánh bóng tên tuổi, Jolie lại không quan tâm và chỉ chia sẻ những hoạt động nhân đạo của mình. Sự nổi tiếng ban đầu đã tàn phá Jolie, đặc biệt khi nó ập đến với cô trong khi mẹ cô đang chiến đấu với căn bệnh ung thư. Cô cho rằng điều đó đã khiến cô gặp phải các vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe tâm thần, bao gồm cả chứng trầm cảm. Để tìm kiếm một lối thoát khỏi các vấn đề của mình, cô chuyển sang đi du lịch như một giải pháp đối phó tức thì. Cô thừa nhận rằng sau cuộc ly hôn với tài tử Brad Pitt, cô đã mất đi sự tự do để ra ngoài và du lịch một cách thoải mái. Với Jolie, Hollywood, nơi cô lớn lên trong một môi trường hào nhoáng, không phải là một nơi lành mạnh khiến cô khao khát sự chân thực. Cũng trong cuộc phỏng vấn, Angelina Jolie nói cô và bọn trẻ đã nỗ lực để chữa lành, hàn gắn tổn thương sau khi hôn nhân đổ vỡ. Minh tinh tự hào kể với các con, chúng là những người gần gũi nhất trong cuộc sống của tôi, là những người bạn thân nhất với tôi. 7 con người rất khác nhau, nhưng chính điều đó đã tạo nên sức mạnh cho chúng tôi.